Cái nhiệm vụ này này thì nó sẽ nằm ở trong cái nhiệm vụ lớn, đó là nhiệm vụ gấp đôi bằng chứng. Và cái này các bạn sẽ phải đi tìm mở bốn cái tòa thành ở trên sa mạc ạ. Nó sẽ có những cái bức tường trong suốt. Bây giờ chúng ta đến cái bức tường đầu tiên. Các bạn có thể di chuyển đến cái điểm mà tôi đang di chuyển nhá. Sau đó các bạn clear quái. Kết số 1 này thì nó hơi lâu một chút xíu, bởi vì chúng ta phải đi tìm đường vào ấy, nó hơi bị lâu. Còn những cái số 2, số 3 thì các bạn chỉ mất đâu đấy khoảng tầm 2 đến 3 phút là các bạn đã xong rồi. Cái bên trên này các bạn sẽ không trèo được, bởi vì nó sẽ có cái tường trong suốt ấy. Các bạn sẽ chạy ra bên ngoài này. Các bạn sẽ thấy một con quái nữa, các bạn chạy bên ngoài đến khi mà các bạn tìm được một con quái để các bạn clear tiếp. Cứ đi tìm thôi. Đấy, chỗ này là bức tường trong suốt nhá. Thì cái nhiệm vụ của chúng ta là phải vào trong bên đấy. Bây giờ các bạn sẽ lại chạy ra bên ngoài bằng cách là các bạn trèo lên trên này luôn để cho nhanh. Các bạn sẽ phải tìm một con người máy nữa, các bạn kia. Thì lúc đấy là các bạn đã đi đúng đường rồi đấy. Đây, nó đây. Đấy, chính nó. Tìm mãi. Sau khi clear xong thì các bạn sẽ mở khóa cái cửa vào và chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, bây giờ các bạn lấy cái viên này. Các bạn sẽ chạy sang bên đây, sang bên tay trái này. Có một cái lối để với các bạn lên trên đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào bên trong này có cái lỗ đi xuống. Ok. Các bạn có thể ấn mở cái cửa này ra và bên trong nó sẽ có một cái dương. Và đây là cái để các bạn lấy được cái bằng chứng của cái bức tường trong suốt. Ok nhá. Chúng ta sẽ đến với cái số 2 này. Cái số 1 thì như thế đó. Các bạn kiểm tra lại xem là được. Kiểm tra lại trong túi đồ của mình ấy, xem là mình có chưa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái vị trí số 2. Cái vị trí số 2 này nó vẫn nằm ở trên sa mạc nhá. Vì vậy các bạn sẽ dịch chuyển đến cái bí cảnh ở bên trên các bạn đi xuống. Mặc dù là các bạn thấy ở đấy nó có một cái điểm dịch chuyển, nhưng mà cái điểm dịch chuyển ấy, nó ở bên dưới lòng đất. Nó không nằm ở trên sa mạc, vì vậy các bạn lên dịch chuyển ở cái vị trí như vừa nãy. Sau khi vào thì các bạn sẽ thấy là có hai cái ô để các bạn thắp đèn này. Thì các bạn vào đây các bạn mở cửa ra. Các bạn sẽ lấy cái hình tam giác ngược đấy, các bạn thắp cái ô bên tay phải. Ok. Sau khi thắp xong các bạn ấn nó quay vào, chiếu vào cái đèn kia là xong. Rồi cửa đã mở rồi. Các bạn sẽ mở cái cửa này ra để mình vào cho tiện và mình sẽ lấy một cái dương luôn. Đây chính là cái ghi chép số 2. Cái vị trí số 3 thì thật ra cái số 2, số 3, số 4 nó khá là nhanh. Các bạn chỉ mất đâu đấy khoảng 2 phút là xong rồi. Cái số 3 các bạn sẽ dịch chuyển xuống cái đồi lấp lánh ở bên dưới nhá. Các bạn chạy tiếp ra bên ngoài. Ok, đến chỗ này thì các bạn sẽ sang bên tay phải nhá. Các bạn vòng sang bên này. Đấy, cái chỗ này thì các bạn đã thấy lối vào rồi. Mình sẽ lấy cái hình tam giác ở đây. Sau đó mình đi vào trong này. Ok. Bây giờ thì các bạn vào các bạn bắn cái này để mở cái cục ra thôi. Nó nằm ở dưới cái đống cát ấy. Mở cửa này và các bạn lấy cái dương. Cái dương này thì hình như không có, bởi Payman nó bảo rằng là không có. Chúng ta có thể bỏ qua và tiếp tục đến cái dương số 3. Mặc dù là Payman bảo không có nhưng mà các bạn vẫn có thể lấy được nhá. Các bạn dịch chuyển đến cái chỗ tháp trung tâm á, cái ngọn kim tự tháp trung tâm á, các bạn sẽ chạy sang bên này. Cái ngọn số 4 này nó sẽ chạy hơi xa, thế nhưng mà các bạn nên dùng những nhân vật như là kiểu Sayu này hoặc là Yelan chạy cho nhanh. Đến đây rồi thì các bạn sẽ quành bên này. Đó, quành bên này. Không, các bạn quành bên tay phải đúng hơn. Rồi, đi vào. Có bức tường, các bạn sẽ đi bên này có đường vòng ạ. Đó, ok. Đó, vậy là xong rồi đấy. Đơn giản. Ok, vậy là các bạn đã xong 4 bức tường. Chúc tất cả các bạn thành công. Bây giờ các bạn sẽ mang cái bức tường này trở về nói chuyện với cả cái vị học giả già ở cái làng Aru á, đã trao nhiệm vụ cho các bạn. Sau khi nói chuyện xong thì các bạn sẽ có cho mình là 40 nguyên thạch.
Chúc tất cả các bạn thành công và đừng quên để lại cho mình xin một like và kéo xuống một chút thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.